Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 23 tháng 2, giá gạo tiếp xuống tăng, giá lúa ổn định. Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có điều chỉnh trái chiều khi gạo tiếp xu hướng tăng, còn giá lúa đi ngang và đứng ở mức thấp. Theo các doanh nghiệp, lượng gạo nguyên liệu về lai rai các kho hỏi mua đều, nhưng chủ yếu là mua gạo nguyên liệu. Giá gạo các loại ít biến động, thị trường lúa ổn định, sức mua khá, giao dịch lúa thơm có lai rai. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo Việt Nam đứng ở mức 398 đô trên tấn với gạo 5% tấm, 25% tấm và 100% tấm duy trì ổn định ở mức 373 đến 328 đô trên tấn. Thu hoạch lúa đông xuân đầu vụ, niềm vui chưa như kỳ vọng. Trước khi bước vào thu hoạch lúa đông xuân 2021-2022, nông dân trên địa bàn tỉnh đều đặt kỳ vọng về một vụ lúa trúng mùa trúng giá để bù đắp phần nào về giá vật tư nông nghiệp tăng cao. Thế nhưng, hiện sự kỳ vọng của bà con chưa như mong muốn, theo báo Hậu Giang. Qua ghi nhận thực tế thì vào thời điểm này, nhiều cánh đồng xuống giống sớm vụ lúa đông xuân tại huyện Long Mỹ, Châu Thành A, Vị Thủy, lúa đang chín vàng đồng. Trong đó đã có một số diện tích được nông dân cắt xong và sẽ tiếp tục thu hoạch rộ trong vài ngày tới. Điều phấn khởi hiện nay của nông dân là năng suất lúa ở mức hấp dẫn. Qua đây phản ánh đúng kết quả về sự quyết tâm trong từng khâu chăm sóc của bà con để vụ lúa chín trong năm đạt thắng lợi về năng suất. Dù năng suất lúa đông xuân sớm đã cắt xong, đang ở mức khá cao và nhiều nông dân chuẩn bị thu hoạch cũng tự tin về năng suất lúa của mình. Thế nhưng có một điều mà bà con chưa đạt như kỳ vọng, đó là giá bán lúa. Dù đạt lợi nhuận nhưng ở mức giá lúa như hiện nay thì thật sự cũng là một áp lực không nhỏ cho người nông dân khi chuẩn bị tái sản xuất vụ lúa hè thu trong điều kiện các chi phí đầu vào đều ở mức cao, nhất là giá phân bón. Đó là chưa kể những nông dân phải thuê đất canh tác thì áp lực lại càng lớn hơn. Do đó, việc kiềm giảm giá vật tư nông nghiệp và có giải pháp tăng giá thu mua lúa trong thời gian tới từ doanh nghiệp là những vấn đề được nông dân trồng lúa của tỉnh quan tâm và cần được ngành chức năng có hướng tháo gỡ kịp thời giúp bà con an tâm. Giá lúa cụ thể hôm nay như sau. Tại An Giang, giá lúa hôm nay ghi nhận giảm ở khoảng 100 đến 200 đồng trên 1 kg. Nếp vỏ tươi Long An từ 5.300 đến 5.500. OM380 giá 5.400 đến 5.500 đồng. Nếp An Giang loại 3 tháng 5.200 đến 5.400. IR50404 giá 5.200 đến 5.400. Nàng Qua Chín 5.600 đến 5.800. Đài Thơm 8 5.600 đến 5.800. OM5451 5.300 đến 5.500. OM18 giá 5.600 đến 5.800. Nếp Long An khô 6.500. Nếp vỏ khô An Giang 6.800 đồng. Tại Sóc Trăng, lúa OM5451 5.400 đến 5.600. OM18 5.600 đến 6.000 đồng. IR50404 5.300 đến 5.500. VNR20 5.500 đến 5.600. Đài Thơm 8 5.600 đến 6.000 đồng. Lúa PC10 5.300 đến 5.500. OM4900 5.800. Lúa Tài Nguyên 6.900 đến 7.000 đồng. RVT 7.000 đến 7.200. Lúa ST24 7.000 đến 7.300. Lúa ST25 7.200 đến 7.500. Tại Kiên Giang, lúa Nhật DS1 6.700 đến 6.900. Lúa tươi IR50404 5.200 đến 5.300. OM380 5.100 đến 5.300. OM5451 5.300 đến 5.500. OM18 giá 5.700 đến 5.800. Đài Thơm 8 5.800 đến 5.900. Nàng Qua 6.100 đến 6.200. VNR20 5.500 đến 5.700. Tại Long An, nếp vỏ tươi Long An 5.300 đến 5.500. IR50404 giá 5.200 đến 5.400. OM5451 5.600 đến 5.700. OM18 5.900 đến 6.000 đồng. Đài Thơm 8 từ 5.700 đến 5.900. ST24 từ 7.200 đến 7.400. Bà con lưu ý giá còn có thể chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa nữa nha. Kênh Nhà Nông Miền Tây cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng kênh. Bà con hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi các nội dung nhanh chóng hơn. Cảm ơn và kính chào.